Sử dụng lò vi sóng thông minh thời đại 4.0, bạn đã biết hay chưa? Bạn đã thử làm món trứng hấp bằng lò vi sóng hay chưa? Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản, bao gồm nửa củ cà rốt sát hạt lựu, một ít đậu que sắc mỏng, hai quả trứng gà, 15ml sữa tươi không đường, một ít bột nêm và tiêu. Cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi dùng nĩa đánh bông lên. Sau đó bỏ vào lò vi sóng quay trong 3 phút, hoặc cho đến khi quan sát thấy trứng không còn phồng lên nữa là được. Như vậy là món trứng hấp của chúng ta đã hoàn thành rồi. Để bóc vỏ cà chua được nhanh chóng, bạn chỉ cần dùng dao rạch hai đường chữ thập lên trái cà chua như minh họa. Sau đó cho vào lò vi sóng trong 1 phút 30 giây. Cuối cùng, chỉ cần lấy phần cà chua ra khỏi lò vi sóng, đợi đến khi nguội hoàn toàn, rồi dùng tay lột tách phần vỏ ra khỏi phần thịt của quả cà chua. Thật đơn giản đúng không nào? Bạn thường làm sạch bông phấn đã sử dụng lâu ngày bằng cách nào? Mách bạn một mẹo nhỏ cực kỳ đơn giản như thế này đây. Chỉ cần cho bông phấn vào một chén nhỏ, sau đó cho thêm một ít nước tẩy trang. Bỏ vào lò vi sóng quay trong 30 giây. Cuối cùng, bạn chỉ việc lấy chúng ra khỏi lò vi sóng. Dùng tay bóp nhẹ vào bông phấn cho đến khi thật sạch. Sau đó để bông phấn khô lại và sử dụng tiếp thôi. Dùng lò vi sóng để bóc vỏ tỏi dễ dàng hơn bằng cách cắt hai đầu của củ tỏi. Tiếp đến cho vào tô, rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại. Cho vào lò vi sóng quay trong 30 giây. Sau đó lấy ra, lắc nhẹ và tháo lớp màng bọc thực phẩm. Đợi cho tỏi bớt nóng rồi dùng tay tách vỏ tỏi ra khỏi củ một cách rất dễ dàng. Để làm được món bánh chocolate này, bạn cần chuẩn bị 4 muỗng bột mì, 2 muỗng bột cacao, 1 quả trứng gà, 4 muỗng đường, 3 muỗng sữa tươi không đường, 3 muỗng dầu ăn, 3 muỗng dầu ăn. Cho tất cả nguyên liệu này vào tô và trộn đều. Nếu thấy hỗn hợp quá đặc, bạn có thể cho thêm một ít sữa tươi vào và khuấy tiếp cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Đổ vào ly sứ, bỏ vào lò vi sóng quay trong 3 phút. Khi lấy ly sứ ra khỏi lò, bạn sẽ thu được thành phẩm là một ly bánh chocolate thơm ngon, xốp mềm như thế này đây. Đừng quên là dùng ngay khi bánh còn nóng hổi nha. Chiếc lò vi sóng có quá nhiều công dụng hữu ích đúng không nào? Bạn hãy áp dụng thử những mẹo vặt này và cho kinh nghiệm hay biết được kết quả bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nha. Cũng đừng quên ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kinh Nghiệm Hay để có thể theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé.